Hồi cái video về song hệ tốt nhất và Pokemon tốt nhất của song hệ đó ra mắt, cũng đã có khá nhiều bạn gợi ý cho mình về việc làm những song hệ tệ nhất thì nó sẽ như thế nào. Nhưng nếu nói về tổ hợp yếu không thì bình thường quá, nên tôi cũng sẽ làm một thử thách, tìm thử 10 song hệ khấm lọ nhất, nhưng Pokemon thì quá mạnh, nên song hệ có yếu đến mấy thì vẫn không thể nào diêm được tụi nó. Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng có rất nhiều song hệ tệ ngoài kia, nhưng để nằm trong top 10 này thì song hệ đó phải yếu, nhưng Pokemon của song hệ đó cũng phải mạnh nữa. Chứ nếu song hệ yếu mà Pokemon cũng yếu luôn thì bye bye, tôi sẽ không đề cập trong danh sách này. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh thì đây sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% các bạn đang xem kênh mà vẫn chưa ấn nút đăng ký theo dõi. Hãy cùng nhau đạt đến cột mốc 50.000 lượt người đăng ký. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Ở hạng 10, mở màn danh sách ngày hôm nay sẽ là song hệ mà tôi cho rằng không quá yếu nhưng cũng chẳng quá mạnh, đó chính là lửa và bay. Lửa là một trong ba hệ nòng cốt vì nó dường như là nhân tố phải xuất hiện trong phần lớn đội hình. Bản thân nó khắc chế khá tốt những hệ như là cỏ, thép, bọ và băng, là bốn hệ công thủ đều rất phổ biến trên đấu trường. Hệ bay thì lại miễn nhiễm được hệ đất, hệ tấn công mạnh và là khắc tinh của hệ lửa. Những tưởng sự kết hợp này sẽ vô cùng tốt, nhưng tụi hệ lửa và bay lại bị gấp 4 lần sát thương bởi những đứa chơi đá. Mà nghiệt ngã cái, bẫy đá là loại bẫy đặc biệt khi gây sát thương dựa trên độ sợ đá của Pokemon, nên đứa nào có một trong bốn hệ lửa, băng, bay hoặc bọ đều không dám ra sân khi bẫy đá đang được thiết lập. Giờ một Pokemon mang song hệ bay và lửa có cho vàng thì tụi nó cũng chả dám ra sân. Mà ngay cả khi không có bẫy đá thì chiêu Rock Slide là một chiêu cực kỳ phổ biến trong đấu đôi vì quá nhiều lợi thế và khả năng khống chế gây ra sát thương, nên hệ bay và hệ lửa dường như là dưới đáy xã hội nếu muốn bắt buộc phải tham chiến. Nói chung thì đúng là song hệ này không tệ đến như thế, nhưng vì nó quá yếu trước những chiến thuật phổ biến của hệ đá mà không thể nào được đánh giá cao. Tuy nhiên không vì thế mà song hệ này chịu khuất phục, vì nếu để xét những Pokemon hệ lửa bay tốt nhất từng xuất hiện thì có rất nhiều cái tên, nhưng trong đó chúng ta phải kể đến Talonflame. Không phải là Charizard hay Ho-Oh hoặc là Moltres tệ, mà nếu so về tính hữu dụng, Talonflame vẫn hiệu quả hơn rất nhiều. Đặc tính Gale Wings sẽ cộng một điểm ưu tiên cho tất cả các chiêu hệ bay, tức là ít nhất nó có thể kiểm soát được tốc độ bằng Tailwind, giúp đồng minh nhanh hơn trong lượt đầu tiên, hoặc nó cũng có thể ăn thua đủ với kẻ thù bằng Brave Bird, mặc kệ cho đối thủ có nhanh hơn nó hay là không. Chưa kể tốc độ cơ bản của Talonflame đã rất cao, nên để đánh giá thì tôi nghĩ Talonflame là sáng giá nhất trong cái dàn bay và lửa. Và cũng vì song hệ này cũng có giá trị riêng của mình, nên tôi cho tụi nó mở màn cái danh sách ngày hôm nay. Tiếp theo qua đến hạng 9 sẽ là đá và chát đấu. Đá thì là một hệ tấn công tốt khi mà có thể gây sát thương được lên tận 4 hệ, nhưng mảng phòng thủ của nó lại khá kém khi mà yếu thế trước tận 5 hệ. Được cái những đứa đầu đá đều là những đứa có chỉ số phòng thủ cao, nên cũng đỡ hơn số phận của những Pokemon hệ cỏ. Giác đấu thì là hệ chuyên tấn công, nó có thể gây sát thương hiệu quả lên tận 5 hệ và chỉ bị yếu thế trước 3 hệ là bay, siêu linh và tiên. Nếu nói về tổ hợp này thì có thể nói đây là một tổ hợp tấn công cực kỳ tốt, nhưng nói về phòng thủ thì thôi rồi luôn. Cả hai hệ này đều chẳng bổ trợ được gì ở mảng phòng thủ cho nhau, mà ngược lại là bao nhiêu điểm yếu được cộng dồn vô một chỗ. 7 điểm yếu là số hệ khắc tinh đối với song hệ đá và giác đấu. Gần một nửa giống loài Pokemon đều có thể tiễn song hệ này lên đường, khiến cho song hệ này như là một sự đánh đổi nếu muốn một Pokemon gây sát thương tốt. Và cũng may mắn chỉ có Terrakion là mang song hệ này, cũng không phải vì nó độc quyền nên mới được xem là mạnh nhất của song hệ đá và giác đấu, mà ngược lại mới đúng. Terrakion đã từng được sử dụng làm cỗ máy gây sát thương chủ lực của rất nhiều đội hình, mặc kệ cho cái song hệ chết người mà nó đang mang. Một chỉ số tấn công và tốc độ đủ sức cho nó trở thành một sweeper vật lý của đội hình, cộng với một bộ chiêu thức tấn công đa dạng đầy uy lực với tiềm năng gây ra hàng tấn sát thương chí mạng. Đặc tính Justify sẽ tăng một bậc công vật lý cho Pokemon khi bị đánh bởi các chiêu thức hệ bóng tối. Nhờ đó mà nó sẽ là cặp đôi hoàn hảo khi đi chung với hỗ trợ Whimsicott. Lại là mày. Whimsicott khi dùng chiêu Beat Up với số lượng đánh phụ thuộc vào số lượng Pokemon còn khỏe trong đội hình, sát thương gây ra thì như mũi chích, nhưng đổi lại Terrakion sau mỗi đòn đánh sẽ được cộng thêm một điểm công vật lý. Giờ đây thì chỉ cần cầm theo Choice Scarf và xà chiêu Rock Slide với sát thương cực lớn và tiềm năng khống chế mạnh mẽ của chiêu này, nó cũng dư sức đè bẹp mọi đối thủ ngán chân mình. Đúng là phải nói Terrakion đã cứu cái song hệ này một bàn thua trông thấy đó. Qua đến hạng 8, cái song hệ tệ bạc tiếp theo mà tôi muốn nói đến là song hệ bọ và giác đấu. Bọ thì khả năng phòng thủ yếu ớt chắc ai cũng biết, nay thêm hệ giác đấu, tuy chỉ bị khắc chế bởi 3 hệ, nhưng cả hai đều có điểm chung là sợ hệ bay. Giờ đây thì cái tổ hợp này giúp cho Pokemon nhận được 4 lần sát thương từ các đòn hệ bay và 3 hệ khác là lửa, siêu linh và tiên. Tuy đa phần các chiêu hệ bay trên đấu trường hiện tại phần lớn là chiêu hỗ trợ, các chiêu tấn công thì hơi khan hiếm, nhưng mà dính chưởng mấy chiêu như là Brave Bird, Air Slash,
hay là chiêu Aerial Ace của Dragon Knight thì cũng đủ đi đời nhà ma liền. Chưa hết thì ba hệ khắc chế, hệ bọ và giác đấu đều là ba hệ gây sát thương phổ biến bậc nhất trên đấu trường, nên là song hệ này hoàn toàn biến mất. Nhưng mà thật ra thì chỉ có Heracross là mang song hệ này, còn Ultra Beast Burst Hole thì quá là đặc thù của thế hệ 7 rồi. Để chọn ra Pokemon tốt nhất thì cả hai Pokemon đều mang điểm mạnh riêng. Tuy nhiên thì với tôi sẽ ưu tiên chọn Heracross hơn. Đúng là Burst Hole có tổng chỉ số tốt hơn, nhưng mảnh thủ vật lý của nó quá là kém, rất dễ dàng bị cho lên bảng điểm số khi mà bốn hệ khắc chế nó đều thiên về các đòn tấn công sát thương đặc biệt. Còn Heracross tuy tổng chỉ số thấp hơn 70 điểm, nhưng bù lại tấn công và phòng thủ lại an tâm hơn, tốc độ thì cũng nhanh hơn. Bởi ta nói phân bố chỉ số quan trọng ghê lắm. Bên cạnh đó thì đặc tính Guts cho phép nó tăng 50% công vật lý khi bị dính trạng thái xấu. Combo y hệt với gấu mặt trăng Ursaluna, vừa khiến cho nó không bị ru ngủ, vừa gây cả tấn sát thương. Lại còn thêm bổ trợ từ việc Terra hệ thường thì chiêu Facade của nó đánh đau má hú luôn. Chỉ tiếc một cái là song hệ này ít được chọn sử dụng. Combo đặc tính Guts thì Ursaluna vẫn cứng cáp hơn, song hệ tốt hơn, đánh thì cũng đau hơn, nên là Heracross nên ngậm ngùi lùi về phía sau vậy. Qua đến hạng 7, chúng ta sẽ nói về song hệ yếu và lì lợm nhất từng có, đó chính là cỏ và bóng tối. Cỏ thì, nội tại thì đúng là thật sự như là con ghẻ vậy đó. Yếu thế trước tận 5 hệ, dù cho nó gây sát thương hiệu quả lên chỉ có 3 hệ mà thôi. Nhưng được một cái là hệ này kháng được sát thương từ đất, nước, điện, ba hệ tấn công mạnh mà ít Pokemon nào kháng được. Nhưng về mặt thủ thì nó vẫn gọi là cùi mía. Bóng tối thì như chúng ta đã biết, rất tốt trong mạng chống chịu và quấy rối. Nhưng khi mà hai hệ này đi chung với nhau sẽ tạo ra một vụ nổ lớn cho chính nhà huấn luyện của mình. Nó chỉ miễn nhiễm được song hệ siêu linh, còn lại phải chịu thua trước tận 7 hệ khác. Đã vậy hệ bọ lại gây 4 lần sát thương lên cho nó, thì dễ hiểu vì sao rất ít ai dám sử dụng Pokemon mang song hệ này trên đấu trường. Đáng sợ với chính nhà huấn luyện của mình là vậy, nhưng nhà sản xuất luôn luôn kiên trì cho ra mắt song hệ này mỗi độ xuân sang. Từ Pokemon thường, đến Pokemon khởi đầu, cho đến Pokemon huyền ảo rồi huyền thoại. Người chơi thì cứ né, nhà sản xuất thì cứ ra. Tôi cũng không hiểu tại sao mục đích cao cả gì trong chuyện này. Như mấy cái song hệ ý ẻ khác thì người ta sẽ cho ra ít mà chất lượng. Còn cái song hệ này đến thế hệ 9 đã có tới tận 5 loài Pokemon mang song hệ máu chó này trên người. Mà chắc tội nhất là Wuchin trong bộ tứ hùng thú. Ba đứa kia thì ai cũng có vai trò riêng của mình. Đứa thì công đặc biệt, đứa thì công vật lý, đứa thì thủ cứng cáp. Wuchin đặc tính giảm 25% công vật lý của tất cả Pokemon, đáng ra phải rất mạnh là đằng khác. Nó như là một bản nâng cấp của Intimidate. Nhưng vì mang song hệ cỏ vào bóng tối mà khả năng phòng thủ của nó trở nên vô nghĩa, dù cho nó có đặc tính tốt đến đâu đi chăng nữa. Nhưng đó là so với bộ tứ thì nó bị diệm thảm thương là đúng rồi. Nhưng nếu so về Pokemon gánh được cái độ báo của song hệ này thì chắc chắn không ai cứu được song hệ cỏ bóng tối ngoài Wuchin cả. Thực ra thì Mascarada với Wuchin cũng 1-9-1-10, nhưng nhìn khách quan thì đặc tính của Wuchin vẫn mạnh hơn Protean sau khi bị nerf khá là nhiều. Wuchin cũng là Pokemon được sử dụng để phòng thủ với 135 điểm khả năng phòng thủ đặc biệt, cộng với khả năng làm giảm công vật lý, mảng gây sát thương phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện tại. Đi kèm với đó là bộ chiêu thức quấy rối đa dụng từ hệ cỏ, hệ bóng tối. Có thể nói nếu so về mảng chiêu thức thì khả năng quấy rối của Wuchin cao hơn Thiên Lưu là chắc chắn. Nhưng một lần nữa, đã là một tanker chống chịu thì song hệ là một phần rất quan trọng mà không ai có thể bỏ qua. Nên tôi vẫn khá là tiếc cho em nó vì tiềm năng lớn nhưng mà không hợp thời. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua đến hạng 6. Song hệ chả ra gì tiếp theo mà tôi muốn nói đến trong cái bản này chắc chắn không thể thiếu, đó chính là cỏ và băng. Nghe cái tên mà lạnh buốt con tim liền. Băng thì là hệ phòng thủ không được tốt. Đồng ý nó có 4 điểm yếu, ít hơn hệ cỏ. Nhưng khả năng kháng sát thương thì chỉ kháng được mỗi chính mình là hệ băng mà thôi. Còn hệ cỏ mảng phòng thủ thì tôi không muốn nói tới, cho dù nó có kháng được nhiều hệ hơn hệ băng đi chăng nữa. Và rồi hai cái hệ đáng nguyền rủa này mà kết hợp với nhau thì cũng hiểu tội cho Pokemon nó cỡ nào rồi hen. Đó chính là Abomasnow. Cũng may là ở thế hệ 9, hệ băng đã được tăng thêm 50% thủ vật lý trong trời tuyết. Còn Abomasnow thì với đặc tính Snow Warning có thể gọi tuyết ra như là Ninetales, đồng thời nó dựng được tường bảo vệ Aurora Veil, cũng như là chống lại được chiêu ru ngủ bằng Spore hay là Rage Powder của Amungus. Sinh lực thì cũng khá cao và vững vàng. Cùng với đó là chỉ số tấn công ở mức khá tốt. Chỉ có điều là ngay cả khi tốc độ chậm hơn cả cáo chín đuôi, tức là dễ dàng đè được thời tiết của đối phương hơn, nhưng người ta vẫn ưu tiên chọn Ninetales. Cũng chỉ vì cái song hệ của nó quá nhiều điểm yếu và rất sợ lửa. Mà lửa là chiêu không thể thiếu trong rất nhiều đội hình. Thành ra thì Abomasnow, nếu xét riêng về song hệ cỏ và băng, thì sẽ rất khó có thêm một Pokemon mới nào làm được vai trò gọi tuyết rồi dựng tường được như nó. Nhưng vì mang song hệ quá ba chấm mà nó đành nhường hào quang lại cho Ninetales mà thôi.
Ở hạng 5, chúng ta sẽ qua đến song hệ đáng thương tiếp theo, đó chính là đá và bóng tối. Đá thì như đã nói trên, công mạnh, thủ thì hấp hối. Bóng tối thì sao? Đúng là bóng tối khá tốt ở mảng phòng thủ. Tấn công tuy không nổi bật, nhưng ít ra ở mảng quấy rối và chơi xấu thì bóng tối làm rất tốt. Khi miễn nhiễm các đòn ưu tiên đến từ đặc tính cực mạnh như là Prankster, vô số các chiêu quấy rối gây ức chế, cùng với đó là sự lên ngôi của các Pokemon hệ bóng tối sáng giá trong những thế hệ gần đây. Vậy thì khi hai hệ này kết hợp với nhau, chắc chắn phải tạo ra một tổ hợp siêu phẩm. Không hề luôn, một tổ hợp bơm xịt và đầy mùi khắm lọ. Nó khiến cho Pokemon bị yếu thế trước tận 7 hệ, và tệ hơn cả đá và giác đấu trước đó, nó còn bị nhân 4 sát thương bởi hệ giác đấu. Mà chiêu hệ giác đấu là chiêu phổ biến nhất trên mọi đấu trường, nhờ vào khả năng gây sát thương rộng, nên là song hệ này chắc chắn không thể nào sống nổi với đống điểm yếu ở trên. Nhưng trong cái rủi nó có cái đỡ xui là Pokemon có được song hệ này lại không quá tệ. Đó chính là Tyranitar. Nó cũng chính là Pokemon hệ đá bóng tối duy nhất được tìm thấy cho đến ngày nay. Giống như với trường hợp của Terrakion, khi mà có vẻ nếu không là Tyranitar thì chắc chắn không có đấng tạo hóa nào dám ban cho Pokemon cái song hệ chết chóc như thế này. Vì vốn Tyranitar là á thần, nên về mảng chỉ số thì nó thuộc dạng cứng cáp hơn bình thường. Đặc biệt là nó có đặc tính Sandstream, cho phép tự động tạo ra thời tiết bão cát mỗi khi nó xuất hiện trên sân đấu. Bão cát sẽ tăng thêm 50% khả năng phòng thủ đặc biệt cho Tyranitar, khiến cho độ chống chịu của nó trở nên cứng cáp hơn hẳn. Nhờ vào đó mà Tyranitar trở thành á thần điều khiển thời tiết tốt nhất và tối ưu nhất cho những ai muốn sử dụng bão cát. Với đầy đủ những yếu tố kể trên thì Tyranitar gánh còng lưng cái song hệ này là có thật. Qua đến hạng 4, song hệ tiếp theo mà tôi muốn đề cập đó chính là tổ hợp khắm lọ của hệ băng và hệ thép. Băng về mặt phòng ngự thì nghèo rớt mồng tơi không ai muốn nói. Thép thì là hệ cứu tinh trong rất nhiều trường hợp, như thép cỏ, thép bọ đều giúp cho Pokemon sở hữu khả năng chống chịu phi thường. Nói chung thì nếu muốn lên hương chỉ cần đi chung với hệ thép mà thôi. Cơ mà cái thế giới này không gì là không thể. Dù cho kết hợp với hệ phòng thủ tốt như là thép thì Pokemon hệ băng và thép sẽ khiến chúng ta há hốc mồm vì thất vọng. Cụ thể là tổ hợp này cho phép Pokemon kháng được 8 hệ, miễn nhiễm 1 hệ là độc. Nghe thì cũng khá là ngon, cho đến khi thấy nó bị khắc chế bởi 3 hệ: lửa, giác đấu và đất. Trong đó lửa và giác đấu đều có thể gây 4 lần sát thương lên song hệ này. Độ phổ biến của các chiêu hệ lửa, đất, giác đấu thì tôi không cần nói nhiều nữa ha. Với nhiêu đó rủi ro thì chắc chắn song hệ này xứng đáng bị liệt vào danh sách đen. Arceus làm ơn đừng tạo thêm một Pokemon nào mang song hệ này nữa. Đừng có lì như tụi cỏ bóng tối, trời ơi. Ấy vậy mà Pokemon mang song hệ này là Sandslash cũng không đến nỗi đau khổ, dù cho bị song hệ này dìm đến thảm thương. Sandslash có đặc tính Slush Rush, sẽ tăng gấp đôi tốc độ cho Pokemon trong trời tuyết. Bên cạnh đó thì khi trời đổ tuyết, với thủ vật lý 120, cộng dồn 50% hiệu ứng từ thời tiết, cũng đủ cho nó có sức chống chịu lại các chiêu thức mảng vật lý. Thủ đặc biệt thời tiết có hơi thọt, nhưng cho nó cầm theo Assault Vest sẽ tăng thêm 50% chỉ số này. Nếu được Nightail dựng thêm tường bảo vệ, thì Sandslash vẫn còn hy vọng sống sót, thậm chí là sống tốt. Nhờ vào đặc tính mà tốc độ của nó sẽ nhanh hơn rất nhiều Pokemon khác, lúc này thì chiêu rải đá Rock Slide hay những chiêu gây sát thương kèm hiệu ứng Flinch như là Iron Head sẽ phát huy rất tốt vai trò khống chế của mình. Quả thật thì cái song hệ này như khiến cho Pokemon bị chơi ngã vậy đó, nhưng ít ra thì hệ băng nói chung và Sandslash nói riêng vẫn được búp lên khá nhiều. Nhờ đó mà Pokemon có đủ căn để mà vực dậy được trước song hệ này. Qua đến hạng 3, ở hạng này thì sẽ là song hệ lửa và thép. Lửa thì chúng ta đã đề cập ở đầu video, tấn công tốt, phòng thủ thuộc dạng ổn áp. Thép thì khỏi nói về mặt phòng thủ luôn, coi như là bá cháy, đứng trong top server hiện tại. Vậy thì khi hai song hệ này kết hợp với nhau sẽ ra sao? Xịt keo cứng ngắc luôn. Đồng ý nó giúp Pokemon kháng được rất nhiều sát thương đến từ các hệ khác, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho Pokemon bị yếu thế trước ba hệ phổ biến khác là nước, giác đấu và đau đớn nhất là yếu thế 4 lần trước các chiêu hệ đất. Mà cũng giống với trường hợp của lửa và bay, nếu đá được gọi là khá nhiều người sử dụng vì độ bá đạo của chiêu Rock Slide hay là bẫy đá Stealth Rock, thì hệ đất còn hơn cả hệ đá. Vì đây được xem như là hệ tấn công tốt nhất game khi mà gây được sát thương lên tận 5 hệ, trong đó có điện và độc là hai hệ có rất ít điểm yếu. Vì thế trong một đội hình 4 hay là 6 con, ít nhất cũng phải có một chiêu hệ đất. Mà khác với chiêu hệ đá, nếu hệ đá luôn có tỷ lệ đánh trúng Sida, thì hệ đất có một chiêu cực mạnh mà người người nhà nhà đều học được là Earthquake, có tỷ lệ đánh trúng là 100%, và dường như hết 90% các chiêu hệ đất đều có tỷ lệ đánh trúng là tuyệt đối, dẫn đến hệ đất là hệ chiếm sóng rất nhiều trên đấu trường. Nói đến đây thì đủ hiểu là song hệ lửa và thép không thể nào tỏa sáng nếu như Pokemon sở hữu song hệ này không phải là Heatran. Heatran có bộ chỉ số tốt và cứng cáp khỏi bàn, công đặc biệt 130,
các mảng sinh lực và phòng thủ đều ở mức 90 trở lên. Giờ đây ở gen 9, cơ chế Terra cho phép nó Terra thành hệ cỏ, khắc chế hoàn toàn hệ đất. Bể chiêu thức của nó thì vô cùng đa dạng, đầy đủ lựa chọn tấn công mạnh mẽ cho người chơi lựa chọn. Nhờ vào đó mà nó đã góp phần rất nhiều trong các giải đấu khu vực lớn nhỏ. Đủ thấy song hệ này báo đến đâu thì Heatran vẫn có thể tỏa sáng và có chỗ đứng cho riêng mình. Tiếp theo ở hạng 2 thì tôi sẽ dành vị trí song hệ xà lơ top đầu này cho lửa và đá. Ở phía trước chúng ta cũng đã nói nhiều về lửa và đá rồi. Cả hai hệ tấn công rất tốt nhưng phòng thủ thì ối dồi ôi luôn. Song này đi chung với nhau tạo ra một tổ hợp đáng bị chia cách nhất cái thế kỷ. Tuy bị khắc chế bởi 4 hệ thôi nhưng trong đó có 2 hệ là nước và đá, gấp 4 lần sát thương lên song hệ này. Mấy cái song hệ trước bị một cái gấp 4 thôi là đã thấy nản nản rồi. Song hệ này quất tới 2 hệ mà 2 hệ này đều là những hệ thông dụng nhất cái đấu trường, thì không có lý do gì mà song hệ này không bị chửi hết. Tổ hợp trong tệ hại dưới đáy xã hội là thế, nhưng Pokemon sở hữu song hệ này lại cực kỳ đột phá khi mà góp mặt không biết bao nhiêu lần trong các giải đấu, mang về vô số chiến thắng cho các nhà huấn luyện, bất chấp đây là một song hệ cực kỳ rủi ro. Đó chính là Hisuian Arcanine. Arcanine vùng Hisui không khác hình dạng vùng Kanto là bao ở mạng chỉ số, nhưng có điều trong hình dạng này, chó đá vùng Hisui đánh đau hơn với công vật lý là 115. Đồng thời đặc tính Intimidate là rất hữu dụng trong các giải đấu đôi. Đi kèm theo đó là một bể chiêu thức đa dạng, vô số những chiêu thức gây sát thương mạnh mẽ, đặc biệt nếu cho cầm theo Choice Scarf hoặc là Choice Band rồi rải đá bằng Rock Slide thì việc vừa gây sát thương và vừa quấy rối của nó sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Terra thành hệ phòng thủ tốt như là tiên hoặc là hệ cỏ đều có khả năng tăng tỷ lệ trụ sân sống sót của nó lên cao. Nhờ vào một combo gây sát thương quấy rối dễ dàng, đặc tính hữu dụng cùng với sự bổ trợ từ cơ chế Terra thì dường như cái sự củ chuối của song hệ lửa đá này cũng bị lu mờ. Thay vào đó là một Hisuian Arcanine uy dũng, có thể gây được hàng tấn sát thương khi bắt đầu ra sân. Và thế là chúng ta qua hạng 1. Song hệ cuối cùng mà tôi cho là tệ hại nhất, nhưng cũng có Pokemon mạnh nhất. Không chỉ vậy, bất chấp cái song hệ tệ đến đâu, Pokemon đó vẫn tiến lên quậy đục nước cái đấu trường luôn. Đó chính là song hệ băng bóng tối. Điểm yếu của hệ băng thì gồm có 4 hệ, phòng thủ thì kém. Bóng tối thì phòng thủ tốt, nhưng gặp đúng điểm yếu chung với hệ băng, đó chính là hệ giác đấu, khiến cho cái tay đấm mạnh mẽ trên đấu trường chỉ cần chạm nhẹ một cái là đủ tiễn đưa hết tụi băng bóng tối về suối vàng. Bên cạnh đó thì nó còn yếu thế trước 5 hệ khác là lửa, bọ, đá, thép và tiên. Một con số nghe thật kinh hoàng. Điều đó khiến cho con cháu song hệ này khóc thét vì rất dễ bị sơ tái khi mà gặp đúng 6 hệ quá phổ biến và thiện chiến. Tuy nhiên thì Arceus không lấy đi qua tất cả. Một cách thần kỳ là những Pokemon mang song hệ này đều làm rất tốt vai trò của mình và nổi bật trong thế hệ mà nó được giới thiệu. Ở thế hệ 4 thì có Weavile, sau này ở gen 9 đó là Chimpao. Và đúng vậy, Chimpao chính là cái tên xóa bỏ mọi định kiến, bất chấp rất nhiều rủi ro mà song hệ này mang lại. Người chơi vẫn ưu tiên lựa chọn Chimpao chinh chiến qua hàng chục giải đấu lớn nhỏ nhờ vào việc đầu tiên là ở bộ chỉ số, tốc độ ngang bằng Flutterman và khả năng gây sát thương vật lý khủng bố. Đặc biệt, thứ khiến cho Chimpao bùng nổ đó chính là đặc tính Soul Rune, làm giảm 25% thủ vật lý của toàn bộ Pokemon trên sân đấu, trừ bản thân, khiến cho Chimpao trở thành một con báo kiếm săn mồi chuyên nghiệp, đủ sức hạ gục mỗi đối thủ trong tầm ngắm. Đặc tính này có tác dụng giúp đồng minh gây sát thương vật lý mạnh mẽ như là Okapon, Urshifu đánh thốn hơn bao giờ hết. Bể chiêu thức của nó cũng đa dạng khủng khiếp, Sucker Punch và Ice Shard là những chiêu ưu tiên được cộng dồn sát thương cùng hệ. Sacred Sword sẽ đánh xuyên chỉ số phòng thủ được tăng của đối phương, tăng sức mạnh bằng Sword Dance hay thậm chí là phục hồi sinh lực bằng Recover, không gì mà nó không thể làm. Nếu so với Wujin thì Chimpao nổi bật hơn, do ở trong bộ tứ, nếu chống chịu và quấy rối tốt, người ta có thể chọn Tinglu thay vì Wujin. Nhưng chưa có một Pokemon đánh xuyên giáp nào làm được điều mà Chimpao đang làm. Đúng tính chất của một con thú săn mồi, những ai đang trong tầm ngắm của Chimpao thì xác định khó mà có cơ hội sống sót. Thành ra thì có thể đây sẽ mãi là Pokemon tốt nhất của song hệ tệ hại nhất là băng và bóng tối. Và thế là tôi đã đi qua hết 10 song hệ mà tôi cho rằng là tệ hại, nhưng Pokemon lại rất tỏa sáng. Còn theo các bạn, có những song hệ nào cực kỳ tệ hại nhưng Pokemon lại rất nổi bật mà tôi đã bỏ qua? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!